6 năm nên duyên vợ chồng. Giờ đây ông Nguyễn Thanh Học đã bước vào tuổi 78, còn chị Nguyễn Thị Bích mới ở độ tuổi 35. 6 năm nhưng đã kịp có tới 3 mặt con. Cháu bé nhất năm nay 7 tháng tuổi. Căn nhà này vừa mới được bà con nhân dân trong xã góp tiền xây dựng tặng cho gia đình ông. Tuy nhiên trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Bản thân ông Học giờ đây đã 78 tuổi, răng đã rụng, tóc đã bạc, chân đi lại khó khăn, không giúp gì được cho vợ. Còn chị Bích, 6 năm sinh tới 3 người con, tới giờ vẫn chưa dứt sữa nên chẳng phải làm gì. Mọi chi tiêu trong gia đình trông chờ vào 1,6 triệu lương chế độ của ông Học. Trong đó 600.000 phải dành ra để đóng tiền ăn cho hai cháu đi học mẫu giáo lớn. Còn cô con gái nhỏ 7 tháng tuổi chỉ được ăn bột, quấy chút mỡ hoặc muối, họa hoàn lắm mới có chút nước xương. Cuộc sống khốn khó về kinh tế khiến chị Bích nhiều lúc muốn buông tay. À, thưa bác Học, không biết là cơ duyên như thế nào đã đưa bác đến là lập gia đình với chị Nguyễn Thị Bích ạ? Chẳng qua nhà cũng gần, thế rồi đến đây thì tôi, cô đang có mình, một mẹ tàn tật, cô tàn tật, tôi thì có mình. Thì thôi thì chẳng qua cái số phận thế nào thì lấy nhau không ai đồng ý đâu. Nhưng mà cô ta quyết tâm lấy. Có hai họ bảo không ý, không đồng ý thì hai người về. Nó không cần họ nhưng mà cũng kế cũng đông, gần 110 đấy, không phải ít đâu. Kế tháng 8. Mà ngày giáp tí. Tháng 7 coi tôi lên tháng 8 cưới. Vậy thì bác có phải suy nghĩ nhiều không khi mà quyết định lấy chị Bích, một người mà kém mình tới 43 tuổi như vậy ạ? Trẻ thật nhưng hoàn cảnh nó khó khăn quá. Mẹ thì già có một mình. Cô ta cũng có một mình. Thế thì lấy để cho cô ta đỡ mẹ ta gần lúc về sớm hôm nữa. Còn tôi thì nói thật là cũng duyên lắm. Trong cuộc đông lắm. Không phải ít. Đấy xa quá thôi đấy. Thực tế là cô ta cũng thấy hoàn cảnh của mình. Cô ta có mình thôi đành làm bạn. Làm bạn thì năm tức là 29 tuổi. 29 tuổi xảy đứa Nhâm Thìn. Chứ còn năm Quý Tỵ thì 13 sinh hai đứa liền. Thằng này là ai là con là em. Năm ngoái thì cũng là 7 tháng. À, bác có thể chia sẻ cái cuộc sống hiện tại của hai người đang gặp những cái khó khăn như thế nào không ạ? Chỉ có là 1.6 triệu tiền lương. Vâng. Năm người chia nhau. Nộp cho hai đứa kia 550, vâng, ăn bữa trưa, vâng. Thế còn 1 triệu bạc chi phí hương hoa rồi dầu đèn ăn uống, vâng. Thế còn thỉnh thoảng đi làm việc Đức đó, thì ai có thế nào đưa nhận thế chẳng có hỏi ai, vâng. Nói thế. À, chị Đức thân mến, tại sao chị lại quyết định lấy một người hơn mình tới 43 tuổi mà lúc đó thì chị chưa có bước vào độ tuổi 30? Cái chuyện này nói chung là ban đầu thì em cũng cảm thấy là thương ấy, chứ còn yêu thì nói thật với chị là không có tình yêu, vì yêu thì ai yêu với người già như thế này. Nghĩ là thôi thì lấy nhau thì kiếm được một đứa con nuôi, nếu mà ở được thì ở, không ở được thì về nhà với mẹ thôi. Chứ còn bây giờ người già thì người ta một tính, mình một tính, nhưng mà nhiều lúc cũng khó sống lắm, thật là như vậy. Mà kinh tế thì nó chẳng có cái gì cả, không có hơn 1 triệu. Mới đầu hai đứa kia thì nói chung là suốt ngày ốm đau bệnh tật, xong rồi cũng không đủ trang trải, suốt ngày cãi nhau đủ các kiểu. Nhưng mà cuối cùng thì chị và bác cũng đã chung sống với nhau tới bây giờ cũng là 6 năm và có tới 3 mặt con rồi. Thì chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không? Nói chung là nhiều lúc thì thống thì con là chính thôi, như là chị có thể chia sẻ thêm một chút không, cái niềm vui trong cuộc sống của gia đình mình bây giờ? Nói chung là vẫn có lúc thì có vui, có lúc thì buồn. Nhiều lúc nếu mà vui ở nhà con cái nó khỏe mạnh thì mình vui, lúc mà con mà nó ốm thì mẹ con bầu bế nhau đi viện thì khổ lắm, chẳng có mỗi mấy mẹ con thương nhau thôi, chẳng có ai cả. Lúc đi địa này vẫn có hai mẹ con ở biển, bố nó thử về mang cơm đến rồi ở biển nỗi mình buồn lắm chị. Bất cảm xúc đi một chút, tại vì em cảm thấy tủi thân quá. Vậy thì khi mà chị và bác đến với nhau ấy, chắc hẳn là mọi người bên gia đình chị cũng ngăn cấm. Vâng, đúng rồi, chẳng có ai đồng ý cả. Tại vì mọi người bảo bây giờ mày một tí tuổi mày đi lấy ông già như thế, sau này mọi cái gánh vác đè hết lên vai mày. Mà cũng rõ ràng là như vậy thật. Tại vì bây giờ chăm con này rồi mọi việc trong nhà là chỉ có một mình em thôi. Con ốm thì vất vả nhiều hơn, con khỏe thì vất vả ít hơn.
bố nó già rồi thì cũng chẳng đỡ được cái gì cho lắm. Nói chung là lúc ốm lúc đau mà, lúc thì ở nhà, lúc thì đi viện mà, chẳng ở nhà mẹ con mấy. Nhưng mà hẳn là chị phải có một cái tình thương rất là lớn đối với bác đấy, đúng không? Em gọi là thương, tại vì thấy mỗi mình xong là chẳng có ai, ốm đau thì nằm xong nói chung là thương lắm. Thì em mới đến thôi, còn yêu thì nó phải là không có yêu cả. Vậy thì trong cái quá trình chung sống thì cái khoảng cách về vấn đề tuổi tác quá lớn như thế, nó gây những cái khó khăn như thế nào cho chị? Em nói chung bây giờ cũng chưa biết là như thế nào, tại vì bây giờ hai đứa thì nó đến tuổi ăn đại học rồi, mà còn cái con bé này bố nó thì một ngày mà yếu đi, cũng không biết là sau này nếu mà ông trời cho khỏe thì đi làm thuê làm mướn được người cho nó, còn trình độ thì cũng chẳng có gì cả, học thì cũng thấp ấy, nên là làm cũng không được những cái công việc nhiều lương được. Nếu mà cho chị một sự lựa chọn lại thì có lấy bác học hay không thì chị có lựa chọn không hay là như? Chắc là không, nếu mà lựa chọn lại em sẽ không lấy đâu, những người là như thế này đâu. Mà sai lầm thì sai lầm một lần chứ không có lần thứ hai đâu ạ.